Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Room. Cách đây không lâu thì mình đã có một video với những đánh giá ban đầu về Samsung Galaxy M535G. Thế nhưng mà mọi người vẫn nói đối với một chiếc điện thoại Android, chúng ta cần phải sử dụng lâu thì mới có được một câu trả lời chính xác nhất về chất lượng cùng với sự ổn định. Chính vì vậy mình đã dành hẳn nửa tháng chỉ để trải nghiệm cùng với Samsung Galaxy M535G như một chiếc điện thoại chính thức. Và giờ thì hãy cùng xem trải nghiệm sau 2 tuần của mình trong video này nhé. Thực sự sẽ không hoa gì nếu như mà mình nói Samsung Galaxy M53 sinh ra là dành cho việc chơi game giải trí, và có lẽ đây cũng là điểm nhấn mà mình muốn nói đến nhiều nhất trong video này. Hai tuần vừa qua thì mình đã sử dụng Galaxy M53 để chiến rất là nhiều game, qua đó để test độ ổn định của chiếc máy này là như thế nào. Và đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa thể chê được khi mà lần này Samsung đã làm tốt cho trải nghiệm chơi game của mình. Và tại sao mình lại nói như vậy? Thì đầu tiên, Galaxy M53 được trang bị một màn hình Super AMOLED Plus tràn viên vô cực Infinito Full HD Plus với kích thước là 6.7 inch mở rộng cho mọi khung hình này, mang lại một trải nghiệm chơi game chính xác đến từng pixel. Hình ảnh hiển thị thì chi tiết và sống động, thêm vào đó là tần số quét là 120Hz nữa, bổ trợ thêm cho những trải nghiệm trên Galaxy M535G khi mà nó đem đến sự mượt mà trong các thao tác cảm ứng cùng với hỗ trợ cực tốt cho tựa game mobile hiện nay. Mặc dù màn hình chúng ta có một kích thước lớn như thế nhưng khi mình chơi game lâu vẫn cảm thấy cảm giác cầm nắm rất là thoải mái này, hạn chế mỏi tay vì trọng lượng của máy chỉ là 170g mà thôi, mỏng và nhẹ so với một chiếc điện thoại có màn hình lớn đến 6.7 inch như là Galaxy M53. Thứ hai, khi mà nói về trải nghiệm chơi game thì điều quan trọng phải đi kèm là cấu hình xử lý bên trong của máy. Thì Galaxy M53 được Samsung sử dụng chipset MediaTek Dimensity 900 xây dựng trên quy trình 6 nanomet hiện đại. Đây là một vi xử lý với 8 nhân, bao gồm 2 nhân Cortex A78 với tốc độ là 2.4GHz và 6 nhân Cortex A55 với tốc độ là 2GHz. Một thông số và khả năng tối ưu tuyệt giúp cho Galaxy M535G có một hiệu năng tốt này, độ ổn định cao ở mọi tác vụ, đặc biệt là chơi game. Thêm nữa thì điểm mạnh của con chip này chính là khả năng tiết kiệm năng lượng, qua đó giúp duy trì hoạt động của máy trong một thời gian dài. Theo như đánh giá thì bộ vi xử lý này tương đương với Exynos 1280 cùng với Snapdragon 765G về sức mạnh, nên các bạn có thể loại bỏ được hoài nghi về trải nghiệm chơi game mà Galaxy M53 mang lại. Bên cạnh đó, phần lớn thời gian trong 2 tuần vừa qua thì mình sử dụng với tựa game PUBG Mobile khá là nhiều. Đây là một tựa game mà mình yêu thích, chính vì vậy mình cũng sẽ khó tính nếu như Galaxy M53 không mang lại những trải nghiệm mình mong muốn. Và ở đây thì mình sẽ thiết lập mức đồ họa tối đa là HDR với tốc độ khung hình cực cao. Lúc này FPS sẽ dao động trong khoảng là 85.5 đến 60 FPS, một con số khá là ấn tượng mà Galaxy M53 mang lại. Các thao tác như là ngắm bắn này, chuyển đổi vũ khí hay là chạy nhảy được xử lý mượt mà, rất là ít khi gặp phải tình trạng bị khựng hay là giật khung hình trong khoảng thời gian mà mình trải nghiệm. Đến với một tựa game nhẹ nhàng hơn là Subway Surfer thì mình thực sự không có gì để chê luôn, khi mà các thao tác vuốt chạm màn hình mượt mà, độ nhạy cao, màu sắc hiển thị sắc nét và chân thật này. Nói chung, trải nghiệm chơi game này thì mình đánh giá là 9.5 trên 10 điểm. Đến đây, nếu như các bạn đang quan tâm đến vấn đề là Galaxy M53 có bị nóng máy khi mà chúng ta chơi game lâu hay không, thì mình đã chơi game tầm 1 tiếng hơn với độ sáng màn hình là 75%, thì lúc này mình chỉ cảm nhận là hơi ấm nhẹ một chút ở phần mặt lưng mà thôi, không đáng kể và cũng không hề khó chịu nếu các bạn chơi game lâu hơn, nên các bạn có thể an tâm về vấn đề này nhé. Ngoài ra thì Galaxy M53 còn được trang bị một bộ nhớ lớn bậc nhất ở trong phân khúc là 256GB cùng với thẻ nhớ hỗ trợ mở rộng lên đến 1TB. Lúc này thì mình thoải mái có thể lưu trữ các tựa game hay là hình ảnh khác nhau mà không cần phải đắn đo suy nghĩ là có nên lưu cái này cái kia hay là không. Còn với vấn đề cập nhật game liên tục thì mình cũng chơi tới luôn, vì Galaxy M53 có hỗ trợ tính năng RAM Plus, linh hoạt mình được mở rộng bộ nhớ RAM lên tới 2 này, 4 hoặc là 6GB, thậm chí tối đa là 8GB tùy nhu cầu sử dụng luôn. Vì thế mà cá nhân mình đã có những trải nghiệm làm việc đa nhiệm này, chơi game và giải trí hiệu quả hơn rất là nhiều. Tóm lại, ở trải nghiệm chơi game lần này với Galaxy M53 thì mình phải nói là rất ấn tượng, độ ổn định cao và đủ sức thuyết phục mình. Tuy vẫn còn những hạn chế nhất định về việc bám dấu vân tay nhưng mà nhìn chung nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm chơi game của mình. Và để chấm điểm tổng thể 9 game thì mạnh dạn cho 9 trên 10. Ngoài những hỗ trợ dành cho một game thủ từ cấu hình máy cho đến những tính năng đi kèm khiến cho Galaxy M53 trở thành một chiếc điện thoại hấp dẫn dành cho các bạn mê game, thì những điểm còn lại cũng hấp dẫn không hề kém một chút nào. Thú thực thì mình không phải là một đứa nghiện game hoàn toàn, mình có một điểm đam mê với thời trang. Chính vì vậy, về thiết kế hay là màu sắc cũng là một điều mình quan tâm khi mà lựa chọn một chiếc điện thoại. Lúc này thì mình sẽ cần một thiết kế trẻ trung, thanh lịch, phù hợp với phong cách mà mình đang theo đuổi. Về phần màu sắc thì tất nhiên mình có thể linh hoạt kết hợp được với nhiều trang phục khác nhau ở nhiều hoàn cảnh khác nhau rồi. Và sau 2 tuần sử dụng phiên bản màu này là xanh đen thống lĩnh của Galaxy M53,
thì những gì mình đề ra đều được đáp ứng và chưa gặp phải trở ngại gì quá lớn với đam mê phối đồ của mình. À, dành cho bạn nào chưa biết nữa thì Galaxy M53 chúng ta sẽ có 3 phiên bản màu sắc khác nhau. Đầu tiên là xanh đen thống lĩnh này, nâu trầm đương đại và cuối cùng là xanh rêu chinh phục. Vậy nên là bạn cũng có thể dễ dàng chọn cho mình một tông màu phù hợp với cá tính và phong cách của mình. Cá nhân mình thấy việc bổ sung các phiên bản màu sắc mới của Samsung dành cho dòng M series năm nay chính là một điểm cộng lớn và đáng được ghi nhận, thể hiện là Samsung đang thực sự lắng nghe và quan tâm đến yêu cầu về tính thời trang của người dùng ở thời điểm hiện tại. Đến đây, nếu như đã có đam mê thời trang rồi thì chắc chắn là phải đi kèm với việc sống ảo. Thì nhu cầu của mình về một chiếc điện thoại mà có thể ghi lại những khoảnh khắc đó cũng cực kỳ cao. Và nói sơ qua về thông số kỹ thuật của camera của Galaxy M53 thì chúng ta sẽ có một camera chính là 108 MP này, góc đo chiều sâu là 2 MP, góc siêu rộng 8 MP và macro là 2 MP. Cùng với đó, ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một camera selfie là 32 MP. Cụ thể chất lượng hình ảnh ở các chế độ chụp hình thì mình đã nói chi tiết ở video trước rồi, và sau 2 tuần sử dụng thì camera vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu của mình. Vẫn rất là bất ngờ về tốc độ lấy nét nhanh và chính xác này. Các bạn có thể thấy được chất lượng qua những bức hình mình đã chụp trong khoảng thời gian 2 tuần trải nghiệm ở đây. Hình ảnh ở các chế độ đều chi tiết, rõ nét, đặc biệt phần da được xử lý rất là đẹp nhé. Không bị bệt màu hay là quá lố cho những bức ảnh chân dung selfie đâu. Các bạn nữ có thể úp ngay lập tức mà không cần chỉnh sửa gì thêm qua app thứ ba. Về phần màu sắc thì hình ảnh cho da có độ chân thật cao, tổng thể hài hòa. Ngoài ra, với Galaxy M53 thì còn hỗ trợ quay video 4K 30fps bằng camera trước và sau. Giờ thì thoải mái mà quay video chuyên nghiệp chất lượng cao nhé. Các bạn có thể xem thêm chất lượng video mà mình đã quay ở đây ngay lúc này ở trên màn hình. Nói chung là chúng ta chỉ cần đưa máy lên là ngay lập tức đã có một bức hình lung linh ảo diệu để up Facebook rồi. Dư sức một lờ tình gai mà chúng ta không cần phải tốn công là make up hay là chỉnh sửa quá nhiều nữa. Cuối cùng thì với tần suất sử dụng điện thoại nhiều như vậy thì vấn đề dung lượng pin cũng là một điều mà mình quan tâm khá là nhiều. Và không ngoại lệ với những dòng máy tầm trung của Samsung thì Galaxy M53 cũng được trang bị một viên pin lớn với dung lượng là 5000 mAh, cộng thêm việc là được trang bị khả năng sạc nhanh là 25W nữa, thì mình hoàn toàn đã có những trải nghiệm cả ngày dài mà không bị gián đoạn. Tổng kết lại, sau 2 tuần sử dụng, đây là một thời gian không phải là quá dài nhưng mà cũng không hề ngắn, đủ để mình có thể hiểu rõ hơn về Samsung Galaxy M53 5G và có thể khẳng định rằng với mức giá 12 triệu là hoàn toàn hợp lý khi mà chúng ta sẽ có một thiết kế đẹp này, cấu hình mạnh mẽ, camera chất lượng. Và tất cả những cái điều đó đã mang lại cho mình một trải nghiệm cận cao cấp rất là tuyệt vời. Và Samsung Galaxy M53 5G thực sự sẽ là một sự lựa chọn thích đáng ở thời điểm hiện tại mà các bạn có thể cân nhắc. Và các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này thì bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ đừng quên like, share và subscribe cho kênh Tech Room. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.